nó chạy điện thoại đó. Quạt. Ok, đây là iPhone 12 Pro Max và đây là một trong những chiếc máy to nhất này, đắt nhất này, ultra nhất, và thực sự là nó cũng tổng hợp những cái thứ xịn sò nhất của Apple trên con 12 Pro Max này. Và mình đã có được 2 tuần trải nghiệm với chiếc máy này, và đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm một sản phẩm Pro nhất của Apple mà lâu đến như vậy. Và ok, có khá là nhiều thứ để nói trong video này đấy. Đây sẽ là video đánh giá chi tiết của mình với con 12 Pro Max này nhá. Ok, let's get it. Rồi, để đầu tiên thì tôi sẽ muốn nói ngay với các ông đó chính là về cụm camera của con 12 Pro Max này, bởi vì đây là cái điểm khác biệt nhất của con 12 Pro Max với toàn bộ những cái sản phẩm khác của Apple. Bởi vì các bạn nhìn đây này, cái ống kính của nó rất là to. Nếu như bạn nào nghĩ con 11 Pro Max đã to rồi thì thực sự là con 12 Pro Max nó còn to hơn rất là nhiều. Nó dày hơn, nó sợ hơn, bởi vì nếu như bạn nào không thích một cái gì đó nhiều lỗ và nó lại còn to nữa thì thực sự là tôi nghĩ các ông sẽ không thích con 12 Pro Max này về cái cụm càng của nó đâu. Nhưng mà nó to cũng có lý do của nó, bởi vì cái cảm biến của nó to hơn, đồng thời thì khả năng thu nhận ánh sáng của nó cũng tốt hơn 47% so với con 12 Pro. Và thực sự chụp ảnh với con 12 Pro Max ấy, mình rất là tự tin trong tất cả những trường hợp mà mình chụp luôn. Như là trường hợp thiếu sáng là thứ mà mình rất là thích ở con 12 Pro Max này, bởi vì gần như toàn bộ những tấm ảnh mình chụp từ con 12 Pro Max này trong những điều kiện thiếu sáng thì nó chụp rất là tốt. Cứ dơ lên là bấm chụp, là toàn bộ những ảnh mà nó chụp ra mình cảm thấy ánh sáng thu lại rất là tốt, noise ít, chi tiết lên tốt, màu sắc cũng tái tạo lại rất là ok. Và thật sự trong điều kiện thiếu sáng này, nếu như trong những trường hợp mà mình chụp mà kiểu tắt điện mà tối thui luôn đấy, thì như các bạn thấy tấm ảnh mà ở tủ này nè, mình chụp dưới ảnh thường và ảnh chụp đêm, thì với việc đó chính là con máy này được trang bị sensor chip và cũng như là cái ống kính của nó thu nhận được nhiều ánh sáng hơn, cho nên trong quá trình chụp á, thì đặc biệt là chụp thiếu sáng nặng như thế này thì mình sẽ không phải kéo dài thời gian chụp phơi sáng ra. Như thế là cũng rất là ngon đúng không? Chưa kể là với sensor chip của con 12 Pro Max này á, thì nó chống rung ở trên cảm biến luôn. Thì khi đó mình chụp á, trong những điều kiện thiếu sáng thì nó cũng sẽ ít bị rung hơn, chi tiết giữ lại tốt hơn. Còn về camera selfie của con 12 Pro Max này thì ok, nó vẫn giữ lại những cái gì của Apple, nó vẫn rất là tốt. Selfie chi tiết tốt nè, đồng thời màu da thì mình cũng cảm thấy là Apple càng ngày càng thấy cho những chiếc máy của họ ảo hơn rồi. Bởi vì những ảnh selfie ấy, mình thấy là cho một cái nước da nhìn cũng rất là tươi. Và thực sự nhìn vào á, đôi lúc mình không nhận ra đây là sản phẩm ảo, thì mình đôi lúc mình không nhận ra đây là ảnh chụp selfie từ những chiếc máy iPhone các bạn ạ. Và bên cạnh đó thì con 12 Pro Max này cũng có chế độ ảnh, đó chính là Apple RAW. Thì với ảnh RAW mình chụp trên con này á, mình cảm thấy là nó, đối với cá nhân mình, như mình đã chia sẻ ở video trước, mình cũng không thực sự cần lắm cái tính năng RAW này. Bởi vì bản thân mình cũng không phải là một người chỉnh quá là chuyên sâu về hình ảnh, cho nên mình cũng không thật sự thích lắm về cái tính năng Apple RAW. Đối với mình thì nó chỉ là một tính năng bên lề cho vui là chỉnh thôi. Còn thật sự để sử dụng thường ngày thì mình nghĩ là mình vẫn sẽ chụp auto. Bởi vì những cái thuật toán xử lý của Apple tối ưu cho con 12 Pro Max này là nó đã quá tốt rồi, cho nên chẳng có gì mà chúng ta phải làm khó bản thân khi mà chỉnh ảnh RAW rồi tự chỉnh lại những cái gam màu, chỉnh lại những cái độ sáng, vùng tối các kiểu đúng không? Cho nên cứ auto là đã rất là ngon để con 12 Pro Max này rồi. Tuy nhiên nó vẫn sẽ có những cái điểm trừ, như là tấm ảnh mà chụp thiếu sáng, chụp ngược sáng ở đây, thì nó vẫn bị cái hiện tượng đó chính là cháy sáng ở vùng trời đằng sau và khuôn mặt người á, thì nó cũng không kéo lại được chi tiết, khiến cho mình cảm thấy là hơi thất vọng khi mà chụp con 12 Pro Max này với cái điều kiện ngược sáng như bạn thấy. Tuy nhiên là nó cũng chỉ xảy ra một vài trường hợp như vậy mà thôi. Còn lại thì tổng quan về toàn bộ những thời gian mà mình sử dụng trong thời gian vừa qua với 12 Pro Max á, thì thực sự là ảnh chụp cho con 12 Pro Max này rất là tốt. Thậm chí nếu so với con 11 Pro Max thì mình cảm thấy nó tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu so với 12 Pro á, thì nó lại 1 9 1 10. Thật sự là cũng không có gì khác biệt với 12 Pro. Bởi vì thuật toán của Apple tối ưu cho cái cụm cam này á, thì nó đã quá là tốt rồi. Cho nên nếu như bạn nào muốn tiết kiệm hơn mà vẫn có được một cái chất lượng ảnh tốt hơn, chụp ở nhiều điều kiện cũng tốt hơn, cộng với những cái thuật toán tối ưu như là RAW, Diffusion các thứ, thì thật sự là 12 Pro sẽ là một cái khoản tiết kiệm rất là nhiều cho các bạn nếu như bạn không có tiền mua 12 Pro Max. Ok, camera của nó thật sự xét tổng thể lại thì nó là một trong những chiếc máy chụp ảnh rất là tốt. Rồi, ngoài camera thì thật sự là những điểm còn lại cho con 12 Pro Max này mình cảm thấy là nó không thực sự khiến cho mình cảm thấy hứng thú lắm trong quá trình mà mình sử dụng nó. Đặc biệt là về phần thiết kế. Thiết kế con này, các bạn thấy mình không đeo ốp, nhưng mà cái đoạn đầu các bạn thấy là mình có gắn cái ốp nó vào để cho các bạn biết được là mình sử dụng con 12 Pro Max này là mình phải đeo ốp. Mình nhớ mạnh lại là mình phải đeo ốp, bởi vì không đeo ốp thì thực sự là đây là một trong những chiếc máy khiến cho mình có cảm giác khó chịu nhất trong một năm qua mà mình sử dụng những chiếc điện thoại. Bởi vì các bạn biết con 12 Pro Max là rất to, đây là một trong những con to nhất của Apple từng sản xuất. Và cái việc to đó nó cộng với cái việc thiết kế của con 12 Pro Max này, đó là thiết kế nó vuông vức,
nó cấn, nó góc cạnh, cho nên khi mà cầm sử dụng ấy, cái phần ngón tay của mình ở dưới này, mình biết là thói quen nhiều bạn sẽ hay kiểu cầm như vậy để tì vào để cầm sử dụng máy đúng không? Và thật sự là khi mà cầm cái này trong thời gian dài ấy, nó rất cấn. Và con này cũng là một chiếc máy rất là nặng bởi vì nó to mà, thiết kế bằng khung viền thép cộng với pin lớn nữa, thì thật sự là nếu trong trường hợp mà mình cầm mà mình làm sử dụng như thế này này, tôi đảm bảo với các ông là tầm khoảng 2 phút thôi là đã cảm thấy rất là mỏi tay rồi. Và một chiếc máy dù có tốt đến như thế nào chăng nữa, trải nghiệm mạnh mẽ như thế nào đến đi chăng nữa, nhưng thiết kế cầm nắm, trải nghiệm sử dụng mà nó không tốt thì thực sự là các bạn cũng chẳng muốn cầm lâu đâu, đúng không? Cho nên điểm trừ lớn nhất ở con này mình thấy đó chính là về cái phần thiết kế của nó không thực sự được tốt. Nếu như muốn tốt nhất ấy, thì nó là phải đeo ốp lưng vào, nhưng mình đã sử dụng mình đeo ốp lưng mà, đúng không? Nhưng mà cái việc đeo ốp lưng ở 12 Pro Max nó khiến cho mình cảm thấy là nó hơi phí. Bởi vì 12 Pro Max mà các ông đeo cái ốp lưng vào thì nó chả khác gì con 11 Pro Max cả. Nói chung quy lại thì thực sự là 12 Pro Max khiến cho mình cảm thấy là không đeo ốp thì không sử dụng được. Còn nếu đeo ốp thì nó lại chẳng có gì đặc biệt cả, bởi vì nó chẳng khác gì 11 Pro Max, đúng không? Rồi, điểm thứ ba đó chính là về pin. Như mình đã nói rồi, con này rất to. Và khi một chiếc máy của Apple nó to ấy, thì nó sẽ có không gian chứa thêm nhiều linh kiện nữa. Đặc biệt là pin con này sẽ là 3600 bao nhiêu đấy, mình không nhớ lắm. Nhưng mà với thiết kế kiểu viên pin 9L nó tăng thêm dung lượng cho con 12 Pro Max này, thì tổng thời gian on-screen mà mình đạt ở trên con máy này thực sự mình rất là hài lòng. Nó on-screen được khoảng 8 tiếng, bao gồm cả các tác vụ chơi game của mình kết hợp với Genshin Impact, Call of Duty Mobile, và mình trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau như là Facebook, Messenger, Instagram, Zalo, YouTube, bao gồm đa tác vụ của mình. Thì tính cả việc chơi game đó thì con này on-screen được khoảng 8 tiếng thì mình cũng đã rất là hài lòng với một viên pin của con 12 Pro Max như thế này rồi. Tuy nhiên, vẫn có một cái vấn đề mà mình thật sự không thích ở Apple tới thời điểm hiện tại, đó chính là về cái tốc độ sạc của nó. Con này chỉ có tốc độ sạc đó chỉ là 20W, cho nên thời gian sạc của mình ít nhất là nó cũng phải gần khoảng hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Thì như vậy, đối với chiếc máy như là mình sử dụng con OnePlus 8T trong khoảng thời gian qua là chiếc máy chính của mình đúng không? Thì con đấy sạc có 30 phút là đầy, thì khi chuyển sang con 12 Pro Max này sử dụng là máy chính á, thì thật sự là mình không hài lòng một chút nào về cái tốc độ sạc của nó. Bởi vì xài sạc nhanh quen rồi, ai là muốn xuống sạc chậm đúng không? Quạt. Điểm tiếp theo thì đó chính là về màn hình. Màn hình của 12 Pro Max này lại phải nhắc lại, đó chính là nó không có tần số quét 120Hz như rất nhiều người mong đợi. Nhưng chất lượng màn hình thì con 12 Pro Max lại làm rất là tốt. Hiển thị của nó thực sự rất đẹp. Nó bao gồm những cái công nghệ HDR10, ở Dolby Vision, rồi cũng như là chu tông các thứ, thì thực sự là trải nghiệm trong thời gian thường ngày ấy, các bạn trải nghiệm ngoài trời hay là trong nhà thì nó đều cho một cái độ hiển thị rất là tốt. Đặc biệt là về phần màu sắc ấy, thì con 12 Pro Max này được Display Mate đánh giá đây là một trong những màn hình chân thật nhất, đẹp nhất của Apple. Và thực sự mình trải nghiệm xong rồi mình thấy đây cũng là một màn hình rất là tốt. Tuy rằng nó không có 120Hz thì thực sự đây sẽ là một cái điểm thiếu sót rất là lớn mà mình cảm thấy hơi bị thất vọng vào con này. Và cũng là điểm thất vọng thứ ba của mình với con 12 Pro Max này khi mà nó không có tần số quét cao. Nhưng mà với những gì trải nghiệm được ở con 12 Pro Max này thì thực sự nó vẫn rất là mượt, bác không? Nó mượt, rất mượt. iOS là một cái gì đó quá mượt khi mà các bạn trải nghiệm ở trên màn hình rồi. Dù sao thì bù lại việc đó chứ là nó hiển thị rất là tốt khi mà hiển thị ngoài trời các thứ, thì cái phần này để nói thì đúng ra nó cũng hơi thừa, bởi vì đây là sản phẩm cao cấp nhất của Apple, cho nên việc mà nó trang bị một cái màn hình tốt thì cũng không có gì là quá lạ, đúng không? Tuy nhiên màn hình của nó lại rất là to, to nhất từ trước tới giờ luôn, cho nên trong quá trình mà mình trải nghiệm ấy thì thao tác một tay kết hợp với cái khung viền của nó cấn các thứ thì thực sự là không thoải mái chút nào. Nhưng nếu như cầm ngang ấy để chơi game và xem phim, những bộ phim khoa học tài liệu các thứ mà tôi biết ông Nam là cũng hay coi ấy, thực sự con này sẽ cho mình trải nghiệm rất là sướng. Bởi vì kết hợp với màn hình lớn này, loa con này nghe rất là tốt, âm thanh to, bass đánh tốt, thì thực sự trải nghiệm cho con 12 Pro Max này thực sự quá là tuyệt vời, không có gì để chê luôn. Và sẵn nhắc nói về khả năng trải nghiệm ấy, tuyệt vời đến như vậy, nó còn kết hợp với là hiệu năng của nó lại rất là tốt nữa. Apple A14 Bionic và kết hợp với 6GB RAM ở trên con này thực sự nó quá mượt trong các tác vụ thường ngày. Cái này thì gần như là rất khó để có thể làm khó được Apple rồi. Nhưng chơi game ấy thì ngoài từ game Genshin Impact ra mà mình đã làm video cho các bạn, thì thật sự con Genshin Impact chơi trên con 12 Pro Max này rất là lag luôn đấy. Nó lag không phải là vì nó quá nóng như con 12 Pro. Con 12 Pro Max này mình cảm thấy là tản nhiệt của nó làm tốt hơn rồi, nhưng nó là rất là lag, mình không hiểu lý do tại sao. Có thể là do Apple chưa tối ưu tốt với cái tựa game đó, nhưng mà hoặc là những tựa game khác các bạn chơi trên con này hay là sử dụng thường ngày thì nó lại quá là mượt mà, đúng không? Ok, tổng kết lại thì 12 Pro Max là một chiếc máy trong khoảng thời gian qua mình sử dụng ấy, thì đây sẽ là một chiếc máy mà mình thật sự rất là thích. Thích là bởi vì camera của nó chụp quá tốt, hiệu năng của nó cũng mạnh để mình chơi những tựa game thông thường khác, không phải Genshin thì cũng rất là thoải mái. Đặc biệt là sử dụng thường ngày thì nó lại rất là tốt, và pin nữa thì nó cũng sử dụng rất là trâu. Tuy nhiên, những cái điểm trừ như mình đã nói rồi,
Và anh em làm sao? Cảm thấy như thế nào về con 12 Pro Max này thì đừng quên để lại phần bình luận phía dưới video nha. Và còn đó đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel KZ Laga. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Peace. Bây giờ tôi phải tìm thằng áo đỏ nãy giấy điện thoại tôi đập chết.